Xong rồi mọi người ơi, cái mẻ bên này nó dính lưới mâm luôn. Để bơm xuống cái tay bơm quay cho mọi người xem nè. Nó làm như một cái sợi dây luôn vậy á. Này. Ê mọi người xem cá chạy bờ ghê chưa? Thanh dở đầu đó lên. Anh nắm ở đây lên, quay cho mọi người xem nè. Dở thẳng lên luôn. Đây mọi người xem nè. Ủa, cá nó dính thành một cái sợi như vậy á. Thì làm sao mà mấy con khác dính được nữa. Đây nè. Cái này giờ kiếm hai cây treo lên phơi khô luôn. Mà xin chào mọi người nha. Sáng nay hai anh em bơm lại ra ngoài sông tiếp tục đi thả cá đối. Thì bữa trước mình đi thả về phơi khô á, ngày hôm nay là đi thả về để ép chả. Hiện tại hai anh em bơm cũng tới ngoài sông rồi nè. Cá chạy nhiều hơn ha. Hả? Cá chạy ngoài nè. Chạy mấy chỗ xịt bọt bọt lên cá đối đó. Ừ. Cũng chạy ngoài đó. Quá trời luôn ha. Nhưng mà lên kia trước đi. Ui đó là con. Ừ. Ở quê bơm á, sông nhìn giống như là hồ á nha. Nhưng thực ra ở đây là sông nè. Đây, nó chạy dài về dưới bên kia luôn. Còn bên trong này mới là hồ nha. Rồi. Mọi người thấy ở bên trong hồ á, người ta làm mấy cái miệng cống ra bên ngoài nè. Đây. Trong này là hồ. Còn ở bên ngoài này là sông nha. Cho nên là ở đây người ta đặt cái miệng cống. Tại vì hồi xưa á, là hai bên cũng là cây rừng á. Do người ta làm hồ á, người ta mở rộng ra, người ta đắp đê bên ngoài này rồi. Cho nên giờ sông nó chỉ còn hai bờ ngang thôi. Cái này là buổi tối người ta đi đặt tôm nè. Lòng chỗ này người ta chế lại dựng thành cái hàng rào luôn rồi Thanh. Chẳng phải để đơm ngoài kia nữa. Cái này xong này đất ra phải dựng. Trời hôm nay như là muốn mưa nữa nè. Buổi sáng mà không làm vậy á, còn chiều là mưa nguyên buổi chiều luôn nha. Nhưng mà trời mát ha. Trước nước cạn hơn ha. Đó, cá nó chạy quần nước rồi Thanh. Mọi người xem nè. Cài xuống nhìn thấy chạy đã hơn. Sáng nay thì nước lớn hơn bữa trước, hai anh em bơm đi thả. Sáng nay có ai đi thả hay gì á. Rồi bây giờ hai anh em bơm lại tiếp tục đi lên trên cái chỗ bữa trước mình thả xuống nha. Bữa trước là hai anh em bơm thả ở cái điểm này nè. Nhưng mà giờ ra thấy dấu chân có ai vừa mới đi thả xong á, còn mới lắm. Cho nên là giờ hai anh em bơm sẽ đi lên trên kia. Đi Thanh ơi, lên trên kia thử xem. Đây mọi người xem ở bên dưới sông nè, đó dấu người ta lội đi đập lưới á. Trời ngày hôm nay mát á. Ngục chiều là họ sẽ đi, họ đặt ở dọc đây này, sáng người ta sẽ thâu lại. Khúc trên này nhiều quá Thanh ơi, hãy thả đi Thanh ha. Bây giờ hai anh em bơm sẽ quyết định thả ở chỗ này nha, ở ngay cái chân cầu luôn. Đây thấy cá nó quần ngoài này nhiều lắm, mà ở chỗ này thì nó hơi rộng á. Bây giờ hai anh em bơm sẽ cặp cái bờ bên này mình thả nha. Thanh sẽ thả đầu trên, còn bơm thả bên dưới này. Đó. Mưa tới rồi Thanh ơi. Hình như là mưa tới mọi người ơi. Rồi. Bây giờ bơm sẽ ra lưới ở chỗ này nha. Hy vọng là trời không mưa. Chứ mà mưa là bơm phải giục lưới để chạy tới giữ cái máy á. Ngày hôm nay nước lớn hơn bữa trước. Bữa trước nước có ngang mắt cá. Đó đó. Mọi người xem kìa, mà mới thả ra mà nó dính vuồn lên kìa. Cá ở đây mau chạy lắm. Chỗ này lưới nó bị cuộn, bữa trước mấy con cá nó quắn á. Lúc mình thâu lại nó bị sâu lưới. Hả? Ui, ngoài cạn cái kia nó chạy kìa. Bên chỗ cạn á Thanh ơi, nó chạy nhiều lắm. Mưa rồi, anh tranh thủ thả ra để tới giữ cái máy cả, nước mưa nó dính.
Để con chạy tới lấy cái máy nha. Mưa. Rồi. Ngày hôm nay mưa chắc là không quay được nhiều cho mọi người xem rồi. Để con xem nó có dính không nha. Đây nè. Đây, dính nè. Chưa đi đập nữa. Cá làm chả ngon lắm nha. Mưa rồi mọi người ơi. Con che cái máy. Ui nó dính này kia nó nhảy kìa. Cái nào cũng có hết á. Ôi con này mới đang chạy. Thường cá nối á nó sẽ chạy trong cạn nhiều. Giờ mình sẽ đi dưới cá. Ừ. Rồi xảy. Đây, ui. Dính đã chưa? Mê. Cái đố này thả ra cái nó dính liền mọi người. Rồi tranh thủ thâu ha. Đi thâu ha. Mưa rồi. Cái này là bơm quay bằng GoPro nha, cho nên là mình không có sợ bị ướt. Tại vì GoPro nó có cái chức năng chống nước á. Cái gì đây? Là một chùm luôn nè. Đó, mình xem. Chùm thì đâu thấy được chì được thao đâu mà để mà thâu lưới. Rồi xem cá nó ở bên chỗ nước sâu này đó, nó ít chạy lắm. Mà nó chạy trên mấy cái chỗ mà càng càng đó nha. Cái đối bình thường động một cái là nó tìm mấy chỗ càng nó chạy à. Chưa. Đó. Dít nguyên chùm, có những cây nữa. Con này sắp rớt luôn rồi. Con chụp nó vô lại. Rồi, mắc lưới cuối cùng với một con luôn. Thanh nhiều không? Tưởng thôi. Ừ. Anh trong bờ như có cá chốt anh. Này cá đuối không à. Mà đuối to hơn nè, mập luôn. Nhiều chứ. Mặn nhiều quá chứ. Ui, đuối không. Ừ. Bữa trước là do có cà phê cá ấy nữa. Thôi, giờ tranh thủ gỡ đi thả tiếp ha. Ngày hôm nay mình sẽ tranh thủ thả thêm vài giác nữa để về đi ép chả mọi người. Rồi, mưa nữa. Cái này chắc phải cắt máy nữa rồi. Đây mọi người, hai anh em bơm gỡ được 1/3 vỏ. Cái này chắc cũng được 5-6 ký á. Giờ mình xóc cho nó sạch cát xong rồi hai anh em bơm lại tiếp tục đi qua cái mé bên kia để mình thả nha. Mé bên kia bơm nghĩ là cá nhiều hơn bên này. Ừ. Chưa? Cá này về làm chả ngon lắm á. Đây nè. Miếng cá này nè. Thì lát nữa thì cá đối mình cũng sẽ ép chung luôn. Xong rồi mọi người ơi, cái mé bên này nó dính lưới mâm luôn. Để bơm xuống cái tay bơm quay cho mọi người xem nè. Dính mâm lưới luôn mà. Để mâm dí xíu nha. Đó. Xe bên ngoài kìa. Đây nữa nè. Trời ơi. Cái chỗ bên bờ kia kìa. Cái này sao mà nó chìm thao chìm lưới hết rồi nè. Đây. Để bơm vô cho bờ này cho mọi người xem. Nice. Cá nè.
đó. Dính thành dây luôn mà. Trời ơi Thanh ơi. Nó làm như một cái sợi dây luôn vậy á. Này. Ê, mọi người xem cá chạy bờ ghê chưa. Dính vậy rồi sao mấy con khác dính được nữa. Thanh Thanh, tới dở cái đầu lưới lên, hai anh em mình căng lên lưới thử Thanh. Đã chưa? Con nào con nấy ú ù à. Thôi, Thanh dở đầu đó lên. Anh nắm ở đây lên, quay cho mọi người xem nè. Rồi nha. Dở lên nha. Dở thẳng lên luôn. Đây mọi người xem nè. Ủa, cá nó dính thành một cái sợi như vậy á. Thì làm sao mà mấy con khác dính được nữa. Đây nè. Cái này giờ kiếm hai cây treo lên phải khô luôn. Ừ. Dính khiếp thiệt. Ừ. Này. Trời ơi, nó dính thành một cái sợi dây luôn. Cái này gọi là dây cá mà. Đó. Nó xẻ lưới vậy đâu có còn khác dính được nữa. Đúng rồi, nó xe lưới rồi. Tạo thành. Đó. Cá này mình xem nè. Nguyên tay lưới của mình là nó xe hết vậy đó. Nó nhảy qua kìa. Ui, ui. Tôm cá nó nhảy ra kìa. Mê thiệt. Rồi, mình sẽ tranh thủ đi thâu nha. Trời ơi. Hai tay lưới. Đợt này chắc còn đầy vỏ luôn á Thanh. Kín tay lưới luôn kìa. Hiếp. Thâu tay lưới mà mệt luôn mà. Phải giờ nghỉ mấy lần rồi đó. Mỏi. Tại vì chỗ này nước cạn á. Ôi, không thấy lưới đâu luôn á, thiệt á trời. À, 700 kg. Ờ. Tới kia gỡ. Xách tay lưới mà nịa người luôn. Để đây ha. Rồi, nó độn tay lưới lên kìa. Đây. Cái này trong bờ không dính. Trong này nè. Quá trời cá luôn. Rồi, bây giờ tranh thủ gỡ hai tay lưới này nó đầy vỏ chắc là đi về luôn quá. Đây, mẻ đợt đầu của hai nam bom nè. Gỡ hai này nó đầy luôn á. Quá trời cá rồi. Đợt này vào mùa cá đối á, cho nên nó nhiều. Anh đi mà nó búng qua mặt, quá trời luôn mà. May là cá đối dễ tuốt ha. Hồi nãy xảy con cá măng to quá trời luôn. Cái lưới này của mình không bao được á. Ngắn dạo. Cá măng dài này là làm chả cá là ngon nhất nè ha. Chả đó thịt nó dai ngon. Đối này về liệu mỡ nướng ngon đó. Thơm. Lát nó về nướng ha. Bữa trước anh với ba ngồi nướng nguyên 1 kg luôn mà. Theo Thanh nghĩ gỡ hết hai mẻ lưới này đầy vỏ không? Đầy liền nha. Tràn luôn á. Rồi, hết luôn. Hết luôn rồi, một cục luôn. Khoảng chưa đầy nè Thanh, gần đầy thôi. Rồi, cũng đầy rồi chứ. Đi ra ngoài sắp rửa luôn ha. Rửa cái tay. Hả? 17 kg, 12 kg á. Ờ. À, ngay chỗ này nè Thanh, ngay chỗ này. Bây giờ hai anh em bơm rửa cá đi về nha. Tràn luôn rồi chứ. Này 10 mấy kg rồi ha. Cái vỏ nó to ra nè. Rồi, bây giờ hai anh em bơm sẽ đi về nha. Trời cũng chuẩn bị mây mưa tới lại rồi nè. Lưới đem về nhà gỡ luôn ha. Bao nè.
đây xem này. Giờ thấy cháu tay lướt rồi. Ừ. Giống cái gì vậy? Bùi nhùi luôn rồi.